Này đâu hoàng bao à? Hả? Tham như chưa? Đang đi mà. Con đây này, làm gì, làm quài, làm như nào Tham? Làm như nào? Chúng con này, chúng được con này mà nó vẫn đấy được. Ấn mẽo luôn cái cùng tên luôn mà. Nó mới có được đấy. Đây là cá của mình nhờ. Đẹp chưa mọi người? Đầu ngư, ngát, bắn. Đây là. Mọi người đi vui là chính đó mọi người ơi. Đi ra ấy, ướt đi. Để coi mấy con kia nướng thêm đi. Cái nào mình chia. Đừng nó to đây nè. Nó to đây này, bao nhiêu chia đi. Ăn nhậu cả okay, con. Ok, thấy ông này trong hàn này. Không có chia lắm. Nó con nó thải đạn vào luôn. Đây nè. Ờ, em nó ngăn bằng nhiêu không? Cắn nó ngăn lại luôn đâu. To lắm rồi này. Cắn này thôi, này thôi. Làm cho mình bắn đấy mọi người ạ. Đó. Mấy em thôi cho này chắc là. Anh nhúng đi rồi đấy. Ông Nhất là bắn to nhất đâu rồi. Đúng rồi. Bắn đâu rồi đi. Nói chung là mùa này mình đi là không lạnh đâu, bắn thoải mái. Do mình cũng có súng, mình lạnh thôi. Ăn nhà ta. Chuối xô xa. Thấy chưa? Đây mới ướt đấy. Người ta gọi là chuối xa không ạ? Quay ướt là nhôm ta ư quay. Ủa ba gượng thôi nên. Đây, xem ca có to hơn đi không? Dạ bây giờ hơn. Cái tanh, cái tanh. Không có ai hết ta. Đấy, to chưa? Tay mình là cái thá gì đấy, thấy chưa? Đấy, tay mình là cái chuyên. To vậy, mới ướt đấy. Trực tiếp luôn. Mới ướt đấy. Đâu, mới ướt đấy, cầm đâu? Ai cầm đi. Thứ lại này, người ta sao? Còn cá lô nữa, có cả gì. Có lẽ là ngại nhầm ta hả? Ngại tàu á? Ngại nhầm ta hả? Phát đâu? Phát đâu? Phát đâu? Phát đâu? Phát đâu? Phát đâu? Ai đấy? Nướng mày con để mọi người cùng... Nhum. Cùng ly nhi và rượu à. Quay cho cái bì. Nhầm nhí. Đừng leo và chia sẻ à. Này là cấm đó. Quay bò cái lá bì em nè. Quay mình hai qua để khoạ lại. Ôi quay ông thật rất thơm. Phải mua rồi. Kiểu gậy 18 cộng. Xương này xương to này. Ngon lắm. Đấy, anh Tài ơi, mời mọi người anh Tài ơi. Đang cuốn. Mời tất cả anh em nhá. Ngon lắm. Cái lá này mình gặp đâu rồi sao nhỉ? Chưa gặp đâu, chú Gia Lai với này là nó thân dơi nhau. Mời anh em nha, mời mọi người nha. Thân cây đúng không hả? Lá này cuốn với thịt cá mà ăn rất là ngon, rất là thơm nha. Lá gì vậy? Nói đi. Đây là người ta gọi là lá dưới đất. Ăn rất là ngon, rất là thơm nha. Xin phép cho em hỏi làm sao mà chưa đi bắn cá mang lá này rồi? Phòng bệnh hơn cái bệnh đấy. Mặn chấm. Phòng trước à? Có muối như thế này. Chuẩn bị từ nhà đấy, biết là nhọn mới đem theo cái lá này đấy. Nhiều lại thần
mền. Rồi. Cá nướng quá tuyệt vời luôn mọi người ơi. Cơm còn tuyệt vời hơn nữa lên. Này ơi. Đây cơm con bán đi đâu xa không phải có cơm mọi người ơi. Nó tử luôn. À đủ. Ăn xong là cảm thấy thế nào? Nước này ơi. Chạy lắm. Chạy lắm mọi người cùng uống với chúng mình gia bài nhá. Cảm ơn. Uống lại bạn cho mình uống mình có giúp bỏ nhỉ. Tôi phải ăn lẹ mà ra tôi mình phải ăn. Uống đi ra rồi. Nó bên sao lên được nó bên nó lắm. Bắt cặp này. Ui. Đây này. Đây là thêm một cái này. Anh Huy, có cho anh em này xin giống cho anh này. Tao bên brưng hôm nay này. Có chưa? Nhà em có thôi. Chắc em nếu mà em trong nó không lên ấy, em lại xin vào nhà anh nữa. Đảo hết góc luôn lên. Nó tới và bây giờ mình review cho mọi người nhá. Đây thế. Đây là gọi là pịa nhá. Đây là cứt cá. Pịa con dê. Đây cá nhá. Lại năm thì lực lại ngay rồi. Đây là lá sung. Quan. Ăn lại lá sung. Còn lại đặc biệt như bên. Còn đây là lá lì. Lá này thơm lắm. Chưa được mời giờ mới được ăn này, thơm lắm, ngon. Đây là kho bạc. Kho bạc các bạn ạ. Thế tiện anh nhìn nó hấp dẫn chưa? Còn cam thế nữa, mấy em ở. Đây. Review cho mọi người cùng ăn này. Đó đưa đút này. Thịt cá nướng quấn lá ăn lên đây. Là rồi. Rồi. Thịt cá nướng quấn lá rồi. Đưa. Mời tất cả anh em nhá. Lại lên sàn nữa rồi mọi người ơi. Cá chiên xù. Đồ mỡ. Cá nướng xù. Mình cá xin thú. Review nói. Đi lên lấy bia con này này, mấy con này. Bia con to này. Đúng. Nướng như chín giờ. Cát quá. Đủ má mình mùi dính toàn ớt này chúng ăn xin bác kia. Nhiều cát quá. Ngon rồi, nhưng giờ nó cát hơi cát. Ngon rồi nhưng mà hơi cát. Cát xơi là cát gì? Cát xơi thế nào? Ăn thế này thôi. Đừng về nhà là mất ngon rồi. Đúng rồi. Tao về nhà ăn ngoài được ngon lắm. Nhà này, mọi người ơi, về nhà không đâu. Có là nhúc cố bị, có nhúc này. Ủa chết à, lẹ quá. Mỹ này, có nhúc này. Cái gì vậy? Điện thoại à? Đèn pin. Hình như ở bên kia còn một cái bánh này đúng không? Giờ, nói chung là cho anh em để mất em tiếp. Cho xin thia. Ngư buồn đó. Người đang buồn mất dép anh em này. Bà đang tương tư làm ca sĩ mất mẹ dép. Vậy liên ao đẹp lên là cái gì nữa? Mày mua cái khác có gì đâu mà.